One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất Amazon, siêu bền, phần dây có thể thay thế, với đệm tai êm ái, âm thanh chuẩn Hi-Res, với nhịp bass sống động và màng loa 50mm. Mã giảm giá dành riêng cho fan của Battlecry, trị giá 160.000, được gắn tại phần comment của video. Đưa một quốc gia nhỏ bé, lạc hậu, đến sức mạnh răn đe cả siêu cường mạnh nhất thế giới. Đó chính là những gì mà người ta nói về nền công nghiệp quốc phòng của Triều Tiên. Cùng loạt vũ khí mang sức mạnh hủy diệt, cội nguồn dẫn đến sự bất an của những láng giềng giàu có. Và liệu có bất ngờ không nếu mình nói với các bạn rằng quan hệ quốc phòng Việt Nam và Triều Tiên sâu đậm hơn những gì mà chúng ta vẫn biết. Mối quan hệ này không được biểu hiện qua những hợp đồng bom tấn hay những số tài khoản nhiều chữ số không. Vậy thì nó được biểu hiện thông qua điều gì? Hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé. Chào mừng đến với Battlecry, người kể sử. Tay buôn khét tiếng. Đầu tiên, rất nhiều người cho rằng vũ khí Triều Tiên chỉ toàn là duyệt binh với cất trong nội địa, không đem ra thực chiến bao giờ thì làm sao biết được hiệu quả. Thậm chí có người còn cho rằng Triều Tiên duyệt binh ban đêm là vì vũ khí của họ chỉ là hàng mã trưng bày mà thôi. Tuy nhiên nhận định như vậy đương nhiên là sai lầm. Không phải tự nhiên mà Hoa Kỳ phải ra lệnh cấm xuất khẩu vũ khí với Triều Tiên. Mặc dù cấm vận, nhưng vũ khí Triều Tiên vẫn hiện diện và chạy ầm ầm trên khắp thế giới. Vâng, các bạn không nghe nhầm đâu. Triều Tiên thực sự là một tay buôn vũ khí khét tiếng. Nếu không muốn nói rằng đây là một trong những nguồn thu chính giúp gia tộc của họ Kim vẫn đứng vững trước cơn sóng dữ cấm vận của Mỹ và đồng minh. Triều Tiên phát triển vũ khí không chỉ là để trang bị, mà từ lâu họ đã biết kiếm lời từ cái đống này. Đặc biệt là trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq 1980-1988, 90% vũ khí xuất khẩu của Triều Tiên được chuyển tới Iran. Những năm sau đó, Bình Nhưỡng đã phát triển công nghệ hạt nhân, tên lửa, với doanh thu chỉ riêng từ xuất khẩu tên lửa đã đạt 560 triệu đô trong năm 2001. Liên Hợp Quốc đặt lệnh cấm Triều Tiên xuất khẩu vũ khí từ năm 2006. Thế nhưng điều này là vô dụng khi họ có thể dễ dàng né được nó. Vì đơn giản, nước Mỹ có quá nhiều kẻ thù. Cho tới ngày hôm nay, người ta vẫn có thể dễ dàng thấy những vũ khí có xuất xứ từ Triều Tiên trong tay các lực lượng trên khắp thế giới. Từ quân đội của các chính phủ châu Phi cho tới những tổ chức chống đối như Houthi, Hezbollah, v.v. Trong báo cáo mới nhất trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, các thanh sát viên độc lập đã tuyên bố là đã tìm thấy bằng chứng về hơn 40 chuyến hàng linh kiện vũ khí bí mật được chuyển từ Triều Tiên sang Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Syria, đơn vị được cho là quản lý chương trình vũ khí hóa học của chính quyền Damascus. Báo cáo còn dẫn thông tin từ một quốc gia giấu tên trình báo rằng có chứng cứ cho thấy rằng Myanmar cũng tiếp nhận các hệ thống tên lửa đạn đạo cùng nhiều loại khí tài khác như bệ phóng đa nòng và tên lửa đất đối không từ Triều Tiên. Theo các chuyên gia và giới tình báo phương Tây, đây chỉ là hai trong số hàng loạt các khách hàng vũ khí của Triều Tiên, bất chấp các lệnh cấm vận từ Liên Hợp Quốc. Hồ sơ từ cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ cho thấy rằng Triều Tiên nổi lên là một nước xuất khẩu vũ khí vào khoảng năm 1980, chủ yếu xuất khẩu vũ khí đơn giản và rẻ tiền sang các nước đang phát triển hoặc bất ổn. Sau vụ thử hạt nhân đầu tiên của Triều Tiên vào năm 2006, Liên Hiệp Quốc đã ra nghị quyết là cấm nước này xuất khẩu nhiều loại vũ khí và công nghệ. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng thì vẫn phát triển mạng lưới buôn bán vũ khí chặt chẽ và đầy tinh vi. Trong đó, thông qua các sứ quán hoặc bắt tay với các cá nhân và tổ chức nước ngoài để dựng nên các công ty bình phòng, làm giả giấy tờ, xóa dấu vết nguồn gốc lô hàng. Vào tháng 10 năm 2017, một sự kiện gây chấn động đã xảy ra. Theo tờ Washington Post, Washington đã gửi thông cáo bí mật tới Cairo cảnh báo về một chiếc tàu bí ẩn đang di chuyển về kênh đảo Suez. Thông báo cho biết chiếc tàu lớn này có tên là Jesun. Mặc dù cắm cờ Campuchia, thế nhưng lại khởi hành từ Triều Tiên. Trên tàu thì cũng có một thủy thủ đoàn Triều Tiên và chở một lượng hàng hóa chưa rõ là gì, được phủ bằng vải bạt chống nước. Với nguồn tin mật báo, hải quan Ai Cập đã đón lõng khi tàu hàng này đi vào hải phận của họ. Sau khi ập lên tàu, họ phát hiện một lượng lớn gồm 30.000 súng phóng lựu được che giấu bên dưới những thùng quặng sắt.
Vụ việc này sau đó đã được báo cáo của Liên Hợp Quốc mô tả là vụ thu giữ vũ khí lớn nhất trong lịch sử áp đặt các lệnh trừng phạt với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Tuy nhiên, ai là chủ nhân của số vũ khí kỷ lục này? Bí mật cuối cùng của tàu Jisun rốt cuộc phải mất tới vài tháng sau đó mới được khám phá, và có lẽ cũng là bất ngờ lớn nhất đối với tất cả mọi người. Bên mua số vũ khí đó lại chính là những người Ai Cập. Điều tra của Liên Hợp Quốc đã phanh phui một kế hoạch thu xếp phức tạp, mà trong đó các doanh nhân Ai Cập một mặt đã bỏ hàng trăm triệu đô la để mua tên lửa Triều Tiên cho quân đội nước họ, mặt khác cũng phải ra sức giấu giếm giao dịch này. Vâng, như vậy đấy, chất lượng vũ khí của Triều Tiên chắc chắn không phải dạng xoàng nên mới có nhiều kẻ bất chấp như vậy. Điểm qua vài nét về quá trình buôn vũ khí của Triều Tiên vậy thôi. Còn giờ, hãy đến với nhân vật chính ở đây, đó là Việt Nam. Tài liệu mà bên mình thu thập được từ biên niên sự kiện Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam, kết hợp với một số tài liệu từ SIPRI. Xin nhắc lại, quốc phòng là bí mật, những gì mà chúng ta được thấy chỉ là những gì được nhà nước cho phép. Thẳng thắn mà nói rằng, trong các quan hệ hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Việt Nam và các đối tác trên thế giới, thì vấn đề hợp tác quân sự quốc phòng với Triều Tiên luôn được phủ bóng dưới một lớp sương mù dày đặc và đầy những bí ẩn. Có những thông tin mà phải vài chục năm sau chúng ta mới được tiếp cận, thậm chí cũng chỉ là qua các nguồn tin không chính thức, các nguồn tin quốc tế, và sau này được xác nhận bằng hình ảnh được quân đội công khai. Ví dụ điển hình là câu chuyện về tàu ngầm mini lớp Yugo. Theo đó, Việt Nam đã nhận hai tàu ngầm cỡ nhỏ lớp Yugo của Triều Tiên trong một vụ đổi gạo lấy vũ khí vào năm 1997. Các tàu này được đặt tên hiệu là HQ-41 và HQ-42, biên chế cho Trung đoàn Đặc công Hải quân 196, đóng tại quân cảng Cam Ranh. Chuyện này từ tận năm 1997, thế nhưng phải đến tận năm 2010, tức là 13 năm sau, thì những hình ảnh đầu tiên về tàu ngầm Yugo của Triều Tiên trong trang bị của Hải quân Nhân dân Việt Nam mới xuất hiện, và toàn bộ thông tin về chúng chỉ thực sự được biết đến rộng rãi kể từ năm 2015. Từ những gì được khẳng định trong tài liệu của Bộ Quốc phòng đã công bố, ta có thể thấy hóa ra hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Triều Tiên đã rất sâu rộng từ cách đây tận 30 năm. Trong đó thì có cả bán vũ khí và chuyển giao công nghệ hay dây chuyền sản xuất vũ khí. Kể từ năm 1991, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tổ chức các đoàn cán bộ sang Triều Tiên để khảo sát kỹ thuật sản xuất thuốc phóng. Đoàn do Đại tá Trần Đức Việt, Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Kinh tế khi đó phụ trách, cùng với 5 cán bộ cấp cao khác lên đường sang Triều Tiên. Sau một tuần tìm hiểu, đoàn đã rút ra các nhận xét như sau. Thứ nhất là khả năng kỹ thuật và tiềm năng sản xuất thuốc phóng của Triều Tiên là rất lớn. Họ đã sản xuất được đủ các loại thuốc phóng cho các loại đạn bộ binh, đạn pháo, hỏa tiễn hệ Liên Xô. Thứ hai là đội ngũ cán bộ và công nhân của họ thì có trình độ chuyên môn cao, luôn luôn tìm tòi cải tiến các sản phẩm thuốc phóng của Triều Tiên, đảm bảo chất lượng như của Liên Xô, phù hợp với yêu cầu của Việt Nam. Và kết luận, đoàn đã kiến nghị là mua 3 dây chuyền sản xuất thuốc phóng và một số nguyên liệu đi kèm. Nếu bạn nào có kiến thức chuyên sâu về hóa học thì sẽ biết rằng chúng còn có giá trị lớn hơn rất nhiều một hệ thống tên lửa. Tạm bỏ qua mấy kiến thức chuyên sâu, các bạn chỉ cần hiểu thuốc phóng là nền tảng của đạn dược, bao gồm các loại đạn súng bộ binh, đạn pháo binh và của tất cả các loại tên lửa. Rõ ràng là đạn muốn bay xa hay tên lửa muốn bay nhanh, bay cao thì bắt buộc phải có công nghệ thuốc phóng. Với việc Việt Nam quyết định nhập khẩu công nghệ thuốc phóng của Triều Tiên, đây có thể coi là một lời giải thích rõ ràng nhất cho các tiến bộ trong suốt nhiều năm qua của Việt Nam trong việc sản xuất hầu hết các loại đạn súng bộ binh và các loại đạn pháo hỏa lục không quân, cũng như bước đầu chớm nở vào công nghệ tên lửa. Tất nhiên, ngoài thuốc phóng, thành phần của những quả đạn còn rất nhiều thứ khác, từ phần vỏ tới hạt nổ, ngòi nổ. Việc chuyển giao công nghệ của Triều Tiên đã rút ngắn đáng kể quá trình tự chủ công nghiệp quốc phòng của Việt Nam. Dấu mốc tiếp theo phải kể tới là năm 1993, đoàn cán bộ quốc phòng Việt Nam do Trung tướng Phan Thu, Ủy viên Trung ương Đảng, chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Kinh tế dẫn đầu đã tới Triều Tiên. Trong chuyến đi này, hai bên đã đạt được thỏa thuận mua dây chuyền sản xuất thuốc phóng
và nguyên liệu phụ trợ. Triều Tiên đã cam kết giúp Việt Nam nâng cấp cơ sở và nhà máy, công nhân có đủ khả năng vận hành thiết bị công nghệ Triều Tiên. Trong tài liệu này có một chi tiết để lại rất nhiều ẩn số và cũng rất đáng chú ý. Trong các thỏa thuận mà hai bên đạt được, thỏa thuận thứ tư có ghi rằng về cải tiến đạn HT-1, bạn đã thực hiện việc cải tiến, nâng tầm bắn lên gấp đôi. Bạn đồng ý chuyển giao công nghệ cho Việt Nam, thực hiện trong nước, và một số thỏa thuận khác về dây chuyền sản xuất đạn pháo và dây chuyền sản xuất thuốc phóng. Các bạn hãy nhớ kỹ đoạn này nhé, vì chúng ta sẽ nhắc lại nó ở phần sau của video. Tháng 10 cùng năm, đoàn ngoại giao cấp cao của Triều Tiên cũng đã tới Việt Nam để ký hợp đồng thỏa thuận về hai vấn đề. Một là ký hợp đồng cải tiến một số loại vũ khí, và hai là khảo sát một số nhà máy, giúp ta lên phương án mua thiết bị và công nghệ cho các nhà máy sản xuất đạn còn và đạn rocket 122 ly. Rất bất ngờ phải không? Không ngờ rằng quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Triều Tiên lại sâu rộng tới vậy. Đến đây thì sẽ có nhiều bạn thắc mắc rằng tại sao Việt Nam không chọn các nước như Liên Xô cũ để làm chủ công nghệ sản xuất các loại đạn từ nhỏ tới lớn mà lại đi chọn Triều Tiên. Dù chưa có tài liệu nào lý giải cho điều này, tuy nhiên dựa vào thực tế và những gì diễn ra khi đó, ta thấy điều này có thể đến từ một số lý do như sau. Thứ nhất, các nước hậu Xô Viết những năm 90 là một mớ hỗn loạn, tranh tối tranh sáng. Họ còn đang lo làm thế nào để ổn định tình hình dân chúng hơn là hợp tác. Dù Liên Xô đã chấm dứt sự tồn tại của mình vào năm 1991, thế nhưng người thân cộng sản và các cơ quan của Đảng Cộng sản tại các nước Đông Âu thì vẫn có tầm ảnh hưởng và hoạt động khá mạnh. Họ liên tục đưa ra các yêu cầu gây khó khăn cho các chính quyền mới. Họ đang lo thân họ còn chưa xong thì nói gì tới Việt Nam. Thứ hai, Việt Nam và Triều Tiên khi đó đang trong giai đoạn hàn gắn mối quan hệ sau hơn một thập kỷ lạnh nhạt, do Việt Nam đưa quân vào Campuchia và mối chia rẽ Trung Xô. Một bản hợp đồng hợp tác khi đó sẽ là chất xúc tác để cả hai bình thường hóa quan hệ. Thứ ba là về mặt công nghệ khi đó, Triều Tiên có phần đảm bảo hơn tất cả về cả chất và lượng, cũng như thời gian và thủ tục. Khi Liên Xô còn tồn tại, công nghiệp quốc phòng của họ trải dài trên khắp cả đất nước. Cái thì ở Nga, cái thì ở Belarus, cái thì ở Ukraine. Điều này dẫn tới việc khi tan rã thì có những công nghệ mà cả ba ông này đều không thể nào làm chủ 100% mà sẽ phải phụ thuộc vào bên kia. Phải mãi tới đầu thập niên 2000, vấn đề này mới được giải quyết triệt để. Nếu khi đó Việt Nam tìm tới Nga, Ukraine hay là Belarus thì câu chuyện sẽ rất nhùng nhằng do vướng bên này mắc bên kia. Trong khi đó, với Triều Tiên thì vẫn công nghệ đó, ký giấy chuyển giao là xong. Mặt khác, nếu xét về công nghệ thuốc phóng nói riêng hay công nghệ đạn nói chung thì Triều Tiên cũng thuộc vào hàng bậc thầy. Trong các báo cáo thường niên của Hoa Kỳ và Hàn Quốc thì nỗi lo lớn nhất của họ sau vũ khí hạt nhân chính là phá phản lực phóng loạt của Triều Tiên. Với số lượng lên tới hàng chục ngàn khẩu, có tầm bắn lên tới cả 100 km. Ví dụ như loại KN-09 có tầm bắn lên đến 200 km, với đầu đạn là 190 kg. Loại pháo phản lực này luôn đứng đầu trong danh sách các loại vũ khí gây nguy hiểm của Triều Tiên với Hàn Quốc và Hoa Kỳ trong các bài đánh giá và sách trắng quốc phòng của họ. Còn bây giờ, hãy đến với nghi vấn chính trong tài liệu này. Đạn HT-1 là gì? Việc nâng tầm phóng thì ai cũng biết rồi. Thế nhưng định danh HT-1 thì quả thực là lạ hoắc. Sau một hồi tìm kiếm tài liệu từ Việt Nam, Triều Tiên cho tới các báo quốc tế, mình cũng chẳng tìm thấy manh mối nào về HT-1. Tuy nhiên nói vậy thì không có nghĩa là bó tay. Việt Nam có một kiểu truyền thống đặt tên, đó là viết tắt theo tiếng Việt. Ví dụ XCB-01 là viết tắt của xe chiến đấu bộ binh 01. Và nếu hiểu theo cách này thì HT có thể sẽ là hỏa tiễn, đôi khi quân đội ta hay gọi là đạn rocket 122 ly. Tuy nhiên, cũng trong cuốn Biên niên sự kiện có ghi rõ, ngày các mốc thời gian từ năm 1993 đã nói rõ về việc sản xuất đạn rocket 122 ly, có nghĩa là HT không phải là hỏa tiễn. Vậy thì chỉ còn một khả năng thôi, đó là hỏa tinh hay là hoa sông, loại tên lửa đạn đạo đã làm nên thương hiệu của Triều Tiên. Dựa vào tài liệu từ SIPRI về việc Việt Nam mua hoa song 6 với số lượng không xác định của Triều Tiên, cùng với tài liệu của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng
thì xem ra thông tin Việt Nam sở hữu hỏa tinh 6 hay Scud C là khá chính xác. Vào tháng 5 năm 2022, nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Lữ đoàn Tên lửa 490, lãnh đạo đơn vị đã xác nhận việc năm 1994 thực hiện chương trình tăng tầm tên lửa của Bộ Quốc phòng từ tầm bắn 300 lên 500 km. Lữ đoàn Tên lửa 490 đã bắn thử thành công tên lửa Scud cải tiến. Thời điểm thực hiện bắn thử trùng khớp với thời điểm hoạt động hợp tác kỹ thuật quân sự Việt Nam Triều Tiên đang sôi nổi nhất. Cũng theo tài liệu từ biên niên sự kiện, từ tháng 9 năm 1993 tới giữa năm 1997, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã triển khai hai dự án quan trọng, trong đó bao gồm dự án sản xuất HT1. Dự án nhằm mục tiêu là tổ chức sản xuất sản phẩm HT1 trên cơ sở mua tài liệu kỹ thuật và một số thiết bị chủ yếu từ nước ngoài. Tháng 2 năm 1996, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã khởi công dự án HT1, thực hiện hợp đồng ký với nước ngoài, tổ chức tiếp nhận hơn 22.000 trang tài liệu, 54 thiết bị công nghệ cùng các loại xe chuyên dùng, bán thành phẩm và vật tư linh kiện. Bên cạnh đó, cũng khẩn trương tiến hành xây dựng mới hơn 1.000 m², cải tạo nâng cấp 4.000 m² nhà xưởng, mua sắm nhiều thiết bị trong nước nhằm hoàn thiện dây chuyển lắp ráp sản xuất. Tuy nhiên, vào ngày 27 tháng 11 năm 1997, Tổng cục đã nhận được lệnh của Bộ Quốc phòng cho tạm dừng dự án. Như vậy thì ta có thể thấy, ngay từ những năm 1990, không chỉ cải tiến mà Việt Nam đã xúc tiến quá trình chế tạo tên lửa đạn đạo trong nước, tạo sức răn đe chiến lược. Về phần tại sao thiết bị máy móc, tài liệu đã về cả, đang đưa vào sản xuất quy mô lớn, lại dừng thì chịu, chỉ có trời mới biết được. Như vậy thì ta có thể thấy rằng, quan hệ quốc phòng Việt Nam và Triều Tiên đã sâu rộng hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Đó không chỉ là những hợp đồng hàng đổi hàng, mà còn là chuyển giao cả dây chuyền sản xuất những vũ khí chiến lược. Xin nhắc lại, tài liệu trong video được lấy từ biên niên sự kiện Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam, tức là những gì đã công bố, còn những gì mà các bác không công bố thì mình cũng chịu. Còn việc Việt Nam có tiếp tục sản xuất Scud trong nước hay không thì hãy để tương lai trả lời. Các bạn nên nhớ rằng, việc Việt Nam sở hữu Scud thôi mà đã phải 35 năm mới công bố, thì việc sản xuất có khi sẽ phải từ 40 hoặc 50 năm không chừng. Hoặc như người ta vẫn hay nói vui với nhau, đó là khi nào có hàng ngon hơn thì mới công bố hàng cũ.